Mọi người xem tới đây đừng quên ấn like và đăng ký kênh để đón xem sớm nhất những tập mới khi ra nhé. Sức quyền của nó có lực sát thương cực kỳ lớn và chạm với 6 phần nguyên lưu quyền lần này, khiến cho cánh tay bị đứt ra mà thôi. Xem ra không cần thiết phải dùng 10 phần, ý nghĩa không lớn. Chơi đủ chưa? Đến đây đi, ta đứng đây bất động, xem thử ngươi rốt cuộc còn có bản lĩnh gì nữa. Mắt căn bản không thể theo kịp tiết tấu của bọn họ. Sao có thể tìm thấy được thời cơ chính xác mà ra tay? Tiểu Nhiễm. Trong chiến đấu hoảng loạn là điều cấm kỵ lớn, bình tĩnh lại có ta ở đây rồi. Trong tứ đại cương vương gia của ta là cứng nhất. Một kích toàn lực của ta đến ngay cả bề ngoài cơ thể của nó đều không thể nào làm bị thương. Lần đầu tiên gặp phải đối thủ mạnh như vậy, mình đã quá căng thẳng mà quên suy nghĩ. Ta hiểu rồi. Năng lực âm ba của ta có thể công kích vào nội tạng của nó. Lục trùng âm ba quyền, bây giờ mình ở hình dạng nhân tiêu có lẽ là có thể chịu được. Không đau không ngứa, như vậy mà cũng xem là xuất quyền được sao? Sao có thể chứ? Nội tạng không biết tại sao đột nhiên lại bị nứt ra rồi. Cơ hội tốt. Tiểu Nhiễm chờ một chút. Bị nắm tay rồi, vậy thì chỉ có thể. Thật sự là đánh nhầm đụng nhầm. Thì ra bị bắt đều không thể di chuyển trong chớp mắt. Muốn cứu được cô ta thì chỉ có thể trao đổi. Bị ta bắt được ngươi chết chắc rồi. Một kích này có thể để cho đầu của ngươi nở hoa. Độ cứng của nguyên võ giáp nếu so với ngươi thế nào?
Nếu như có thực lực chặt đứt tay chân của ta, tại sao lại còn muốn trốn tránh? Tại sao bây giờ mới chịu ra tay? Ngươi vẫn chưa bao giờ để lộ ra át chủ bài. Dùng toàn bộ thực lực và đánh với ngươi, thực sự là lãng phí linh tức. Đánh thêm trận nữa. Tốc độ tái sinh của ngươi có hơi chậm rồi. Cự hóa thân ngoại thân pháp. Tiểu Nhiễm, đứng dậy, ta không khống chế được nó quá nhiều thời gian. Tiểu sư phụ, ta cảm thấy bản thân sắp không được nữa rồi. Xin lỗi, đều là do ta quá gấp gáp. Khi bị bắt đã thử phục chế năng lực tái sinh siêu tốc của nó, nhưng hoàn toàn không cảm chi được. Tái sinh của nó chỉ bản thân có, so với thân thể bất tử cũng không xem là năng lực. Ngươi không chết được đâu, không có nắm chắc 10 phần, sẽ không đem ngươi đến. Nhân tiêu trong cơ thể ngươi cũng có năng lực tái sinh siêu tốc, nó sẽ không khiến ngươi chết đâu. Vậy sao? Tỷ tỷ ta đã đem sức mạnh nhân tiêu cho ngươi mượn. Tuyệt đối đừng ngủ, nếu không ý thức của ngươi sẽ hoàn toàn bị nó ăn đấy. Tỷ tỷ hãy đứng dậy. Hình dạng thứ ba của nhân tiêu. Hửm. Sức mạnh của nhân tiêu mạnh như vậy sao? Trong chớp mắt cảm giác thực lực của bản thân đã thăng cấp lên gấp đôi rồi. Tốt xấu gì cũng là yêu linh cấp S. Át chủ bài cuối cùng cũng đã lộ ra rồi. Một tay bóp nát huyền võ xã vĩ, sức mạnh này thăng cấp không chỉ là gấp đôi. Xem ra chúng ta phải ra ngoài đánh rồi. Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai tầng kết giới đều không chịu được lực xung kích này. Nếu ta ở bên trong có lẽ sớm đã chết rồi đúng không? Hạo Hạo, còn ngây người ra đó làm gì nữa, mau chạy thôi. Hiểu rồi, các ngươi cẩn thận. Ở đây đánh e rằng cả hôi trường đều sẽ bị sụp đổ, đi sát ta. Rõ.
tiểu nhân chỉ biết bỏ chạy, không có kết giới. Ta ngược lại muốn xem thử các ngươi có thể chạy đến đâu. Động đất. Dừng lại rồi. Nhưng mà ngươi còn muốn đi theo ta bao lâu nữa? Tiểu ca ca, ta không có ác ý. Ta đi theo, bởi vì nhìn ngươi khá là lương thiện. Ý của ngươi là ta rất dễ bị lừa sao? Không phải, ta không có ý này. Ta rất sợ chiến đấu, xin hãy cho ta một phút, để ta nói xong. Ừ, ta là loài người bình thường đi theo ba tới đây, đột nhiên gặp phải quái vật tập kích mọc ta răng nanh. Sau khi ta bị cắn cũng biến thành quái vật rồi, mà ta không muốn chiến đấu, chỉ muốn chạy thoát khỏi đây. Ngươi có thể đưa ta rời khỏi đây không? Trong nhà của ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền. Cầu xin ngươi đấy. Ta nhìn thấy ba bị quái vật ăn, ở đây rất đáng sợ. Xin đừng nói tiếp nữa. Miệng của ngươi thối thật. Có một mùi thối, nhất định là đã ăn qua rất nhiều người rồi đúng không? Còn có mùi của người già. Tiểu tử khốn kiếp, lão nương sẽ xé nát mặt của ngươi. Xin lỗi lão nhân gia, chọc ngươi nổi giận rồi. Tóc không hoàn toàn né được hướng vẫy đao của nó, cho nên cũng bị quẹt trúng. Cũng chính là nói, năng lực của nó có lẽ là nhìn thấy mục tiêu vẫy đao thì có thể tạo thành tổn thương đối với mục tiêu. Chết tiệt, vừa mới tức giận mặt lại tành như vậy rồi. Không dễ gì hút được nhiều máu như vậy mới có thể duy trì được vẻ đẹp. Phải khống chế tốt cảm xúc mới có thể ổn định được vẻ đẹo trẻ trung. Con gái tức giận sẽ trở lên già đi. Cứ để cho người ta vui vẻ xử lý ngươi. Lão nhân gia đừng có dùng khẩu khí như vậy nói chuyện, tôi sợ hãi lắm. Ta sẽ chém chết tên tiểu tử khốn kiếp nhà ngươi. Ngươi như vậy ta không có cách nào nhìn thẳng mà chiến đấu với ngươi. Ngủ rồi, làm cái gì vậy? Ta có thể để cho vật phẩm ở trong tay phát huy ra năng lực vượt qua nhận biết. Nhưng loại năng lực này phải có tính liên quan với bản thân của vật phẩm. Giống như gương trên tay của mình có thể phản chiếu, cho nên có thể phản chiếu ra công kích và đánh trả của đối phương mang tính phóng xạ. Đao ở trong tay có thể cắt, cho nên thứ mà mình nhìn thấy đều có thể ngăn cách không khí mà cắt đứt. Tiểu tử khốn kiếp không ngăn được miệng, lão nương sẽ chém chết ngươi. Biến mất rồi. Không đúng, còn chui vào dưới lòng đất, không ngờ hắn còn biết độn thổ. Sức mạnh mà Cương Vương đại nhân ban tặng khiến cho năng lực phản ứng của mình cũng rất lớn. Chỉ cần vừa nòi đầu ra, ngươi nhất định sẽ chết. Ở phía sau. Không xuất hiện, động tác giả.
Cương độc cũng đã thăng cấp năng lực bản nguyên của ta rồi. Cho dù ta vẫy đao, trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấy mục tiêu lần nữa, trảm kích cũng sẽ di chuyển lên trên mục tiêu. Mà gương của ta cũng có thể cất giữ mục tiêu phản chiếu một lần gần đây nhất, đồng thời bắn ra ngoài. Sao không tiếp tục giả vờ ngủ nữa? Tốc độ phản ứng nếu so với ta còn kém xa lắm. Đừng động đậy lung tung, nếu không não của ngươi sẽ nở hoa đấy. Trở thành nô lệ của ta đi. Mùi vị của máu có hơi kỳ lạ, ngược lại là không khó uống. Tiếp theo chính là đợi cương độc kéo dài ra toàn thân của ngươi. Tốc độ cương nhân hóa nhanh thật, vết thương đã lành lại rồi. Còn cho rằng loài người thức tỉnh linh tức sẽ biến thành cương nhân chậm hơn một chút. Tướng thần đại nhân ban tặng cương độc, mặc dù ta đã mất đi ký ức của kiếp trước nhưng cam tâm tình nguyện trung thành vì nó. Vậy thì ta sẽ ban tặng cương độc cho tiểu ca này, có lẽ hắn có thể nghe theo mệnh lệnh của ta. Có một anh đẹp trai bên cạnh, tâm thái cũng càng lúc càng trẻ hơn. Khí trường trong chớp mắt đã thay đổi rồi, cho dù là biến thành cương nhân, có thể lấy được sức mạnh, cũng không đến mức là khoa trương như vậy. Tại sao thất khiếu của mình lại chảy máu? Cơ thể cũng có một cảm giác bất lực. Từ nhỏ ta đã bách độc bất nhập, hơn nữa máu cũng là kịch độc. Nếu như ngươi là người bình thường sớm đã nôn ra máu mà chết rồi. Ngươi là cương nhân năng lực hồi phục rất mạnh, độc này dùng bao lâu thì sẽ bị phân giải ra. Không thích đánh trận chiến lâu dài, cho nên chỉ có thể mời liễu ra rồi. Vết thương vừa nãy hồi phục chính là mượn sức mạnh của lão nhân ra. Liễu tiên thượng thần. Nhân lúc bây giờ vẫn còn chút sức lực, phải đánh đòn phủ đầu trước. Cương lực lớn nhất. Phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn mới có thể đem cương nhân hoàn toàn tiêu diệt. Loại nhiệm vụ này ta cũng chỉ có thể làm một lần này. An nghỉ đi, lão nhân gia, ít nhất trước khi ông chết còn là khuôn mặt trẻ tuổi. Tìm một nơi an toàn mà ngủ. Mùi máu này là...
ta sai rồi, đừng có đuổi theo qua đây nữa. Thập đại thượng cương, thủy hổ, thượng cương thứ tư. Quả nhiên là máu trên người của hắn. Xem ra ân oán trước đây của hai phái chúng ta, cô ta vẫn quan tâm đến như vậy. Tát chi mật phường của ta vốn dĩ là thuộc về Vu chi mật phường, đều là dựa vào yêu linh chiến đấu. Yêu linh của phái ta lớn mạnh sau khi ký khế ước cung phụng, có thể để hắn phụ thân nhận được sức mạnh. Mà Vu chi mật phường chính là đem yêu linh từ nhỏ nuôi dưỡng ở trong cơ thể, khi chiến đấu thì triệu hoán ra ngoài. Phái của mình xem yêu linh là tiên mà cung phụng, mà bọn họ xem là vũ khí có thể điều khiển, cho nên sản sinh ra khác biệt, biến thành hai phái. Còn có một điểm, bọn họ từng người một đều là cao thủ dùng độc. Nghe trưởng bối nói, độc của bọn họ còn lợi hại hơn của chúng ta rất nhiều. Cho dù mình có liễu giai hộ thể, mấy chuyện thử độc này cũng không có ý nghĩa gì. Ai mạnh ai yếu thì mặc kệ hắn. Tương lai không lâu sau này, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Chỉ là đến lúc đó, tranh đoạt chính là trận chiến chính thống của Vu chi mật phường. Đừng qua đây. Mặt không biểu cảm xông qua đây, khí thế thật đúng là quá đáng sợ. Cần câu của ta. Đạn nước không có chút hiệu quả nào với cô ta càng tức giận hơn, lần này thì toang rồi. Làm thế nào bây giờ? Hiểu rồi. Mọi người xem tới đây đừng quên ấn like và đăng ký kênh để đón xem sớm nhất những tập mới khi ra nhé.